Samsung.vn, sơ bạc uy tín hàng đầu Việt Nam với những ạc lóc hút giá siêu rẻ, với các dịch vụ mua robot game pass giá rẻ hơn cả thị trường, đồng thời có cả Minecraft bản quyền đi kèm với đó là những khuyến mãi siêu hời, mua một tặng hai, tính tiền ba, việc gì khó hãy đến với Samsung.vn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình và mình là Man. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách lấy Atomly mà tất này nhé. Đầu tiên các bạn cần farm sức mạnh và đánh Basi nha. Chúng ta cần đánh 3 con Basi, 2 con Basi đầu ở 2 map đầu. Bây giờ mình sẽ đánh con Basi ở map 3. Sau khi hoàn thành xong, các bạn chỉ cần nhấn Golem. Nếu các bạn muốn biết game này, chỉ cần like và subscribe kênh của mình, rồi tham gia Go Group.